Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình Thì hôm nay mình sẽ cùng nhau thử hành cho giả mắc mini mini Lần này chúng sẽ nhau làm về con thép tiến lên của mình nhá Đây, với con thép tiến lên này Thì thời gian tích lũy của nó Đầu tiên phải chọn thời gian tích lũy của nó đã Rơi vào khoảng 100 Đây, khoảng 174 ngày Nói chung là cũng được rồi Cũng được, nhưng 174 ngày thì là cũng được rồi Đấy Thì ở đây này, nó cũng có mô hình VCB nhá chưa đóng có mình VCB nhưng mà thời gian lúc này là chưa đủ Đấy đến đây khoảng 174 ngày rồi này Mình VCB nổ lên cái này, bắt tại cái này Thật khả năng sẽ bắt tại cái này Và trong giá cổ phiếu này đến đây xuất hiện ban quả đen này Mặc dù khối lượng rất thấp nhưng mà cái này giảm khối lượng lớn quá nhỉ À biên độ lớn quá nhỉ Để cái khối lượng thấp thì khả năng tài giả chưa thoát đấy, anh em ạ Lên đây này sập tiếp này Quả này cũng giống, giống như lần trước khối lượng thấp nốt Lên đây sập ban quả đen Lần này khác lần trước anh em nhé Lần trước là khối lượng thấp Lần này là khối lượng lớn này đây so với tất cả các cây trong vùng này thì khối lượng của nó là khối lượng lớn nhé đây một cây khối lượng lớn này hai cây khối lượng tương lớn này Dường mai mười khả năng của này sẽ phải thoát năm phần trăm các bạn ạ khả năng là phải thoát năm phần trăm tại đây rồi Đó, rác cổ phiếu lên tiếp đến đây này sập xuống cây này khối lượng lớn biên độ lớn là phải thoát hết này Đấy, như vậy với kèo đầu tiên ta đã, đã ăn được khoảng uh, bao nhiêu đây hai gần mười chín phần trăm các bạn ạ Thế mình giá số 2 Thời gian tiêu ý của nó là rơi vào khoảng bao nhiêu 126 ngày là đủ rồi các bạn ơi Nên tiêu ý thứ hai thì rơi vào khoảng ba 3-4 tháng là ổn rồi Thì ở đây nó theo cái hộp đa phát cái tiêu hộp đa phát này Đây vô trường hộp đa phát Có spin rồi nhá Sau đó từ phía nổ lên đây Nổ lên Nó bị rút dâu Thì khả năng ta cả cũng vẫn sẽ bắt tại cái này thôi với cây okay, nổ mà Khối lượng lớn luôn nhá Khối lượng lớn này sau khi bắt xong giá cổ phiếu sập xuống luôn đấy bắt xong giá phiếu sập xuống hơn sẽ mất đi khoảng bao nhiêu phần trăm đấy. sập xuống mất khoảng năm phần trăm nếu vậy tác giả sẽ phải thắt năm phần trăm tại đây thắt năm phần trăm tại đây thắt xong giá cổ phiếu lên lại này lên đây khả năng là sẽ cô vừa lại anh em ạ bởi vì cây này khối lượng rất lớn luôn cô vừa lại năm phần trăm tại đây này cô vừa xong đó cái phiếu lại lên được tí cho sập xuống qua này thì khả năng tác giả sẽ là khoảng đây này Đến cây này là phải thoát rồi, còn làm vì nó lấp luôn cái cây nổ lên rồi Thoát hết rồi, phải thoát hết rồi Khối lượng thì cũng không quá lớn Đấy, chưa? Như vậy với kèo thứ hai ta bị âm khoảng 7,5% cả nhá Như vậy sai kèo tác giả ăn được khoảng 11% Nếu mà đã trường like cái nhà, thôi tạm biệt tất cả các bạn, bye bye